Hôm nay bên mình có nhận một đơn hàng của em Hào nhà ở quận nhất. Vừa nhận được đơn, sáng sớm đội ngũ kỹ thuật đã bắt đầu lắp ráp bộ máy, kiểm tra thật kỹ để mình có thể trao đến tay em ấy một bộ PC chất lượng nhất. Thứ hai, ngày khởi đầu của một tuần mới. Hôm nay thời tiết rất trong lành, tụi mình đã chuẩn bị cho một tinh thần vui vẻ chào đón một tuần làm việc tràn đầy năng lượng. Mọi công việc luôn có những khó khăn đặc thù mà công việc ấy mang lại. Đôi lúc sẽ gặp những cơn mưa bất chợt của tháng 7, có lúc thì lại nắng đến mức rát da. Hôm nay vì một chút sơ suất mà xe đã hết xăng trên đường đi, mình đã phải dẫn bộ gần 2 cây số mới có thể tìm được trạm xăng. Quận nhất vẫn là nơi lưu giữ những nét đẹp của Sài Gòn xưa và nơi đó chính là chợ Bến Thành. Đã đến nhà của em Hào, một gia đình nhỏ đầy tình thương ở trong lòng thành phố phồn hoa. Khi bước vào nhà, mình đã được hai cục bông này chào đón rất nồng nhiệt. Cấu hình mà hôm nay em Hào đã chọn cho góc giải trí của mình đó là bể cá full trắng Koi 5 12400F VGA 2060 đi cùng với em màn hình 27 inch công. Tự tay mở MPC yêu thích của mình lên và khui siêu thì còn gì bàn. Làm việc mệt mỏi trở về với căn phòng phím chuột đầy màu sắc để giải trí, có thể nói đây là cuộc sống trong mơ. 2K3 tự tay làm ra để rinh bộ PC gần 20 cũ, đúng là tuổi trẻ tài cao. Mua máy này em chơi cái gì em? Game gì? Cuối cùng, anh chúc em sẽ có những buổi giải trí thật tuyệt vời cùng một người bạn đồng hành mới nha. Thôi anh về nha.